trong dịp cận tết bốn con giáp dưới đây đón may mắn ngập tràn là dấu hiệu của một năm mới phát tài phát lộc càng những ngày cận tết chúng ta càng quan tâm nhiều hơn tới vận số của bản thân và mong cầu một năm mới bình an hạnh phúc thành công từ ngày 28 tháng chạp có bốn con giáp sẽ lộ rõ sự may mắn không phải lo lắng về tiền bạc tài chính họ không sống trong áp lực tài chính mà vẫn có túi tiền rủng rỉnh đảm bảo năm mới sống yên bình đầy đủ dưới đây là bốn con giáp số hưởng ấy một tuổi sửu có thể nói đặc điểm nổi bật nhất của người tuổi sửu chính là sự chăm chỉ. Cũng nhờ yếu tố này, những người tuổi sửu luôn đón nhận những kết quả tốt trong sự nghiệp riêng. Ở nơi làm việc, họ thường được trân trọng, đánh giá cao vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Người cầm tinh con trâu còn vạch ra cho mình những hướng đi phù hợp, đặt mục tiêu trong tương lai nên không có hiểu khi họ thành công viên mãn trong công việc. Sự chăm chỉ và nỗ lực của người tuổi sửu sẽ được đền đáp trong những ngày giáp Tết khi chuẩn bị đón năm mới về. Đây có thể là cơ hội cho họ gặp gỡ nhiều người hơn, cải thiện các mối quan hệ và có hướng đi tốt nhất cho công việc. Bởi vậy, đây là con giáp được dự đoán sẽ ẩm trọng vận may, không phải lo tiền bạc trong những ngày cuối năm cũng như năm mới. 2. Tuổi mão May mắn sẽ mang đến cho những người tuổi mão các cơ hội về tiền bạc. Sau một năm làm việc chăm chỉ và tận tâm, con giáp này đã mang về những thành tựu nhất định. Nhưng rất có thể bạn sẽ còn bất ngờ về những món quà xuất hiện dịp cuối năm này. Đó có thể là những dự án mới, những người bạn chân thành mới và đều giúp cho sự nghiệp của bạn thăng hoa hơn. Tuy gặp may mắn về tiền bạc nhưng người tuổi mão cũng không nên lơ là sức khỏe. Đây là dịp để bạn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng như bản thân. Ba, tuổi tỵ. Tuổi tỵ được dự đoán sẽ ngập tràn năng lượng tích cực trong cuối năm và năm mới giáp thìn 2023. Vì được nghỉ ngơi nên người tuổi tỵ cũng có nhiều năng lượng hơn trong những ngày cuối năm để đón một năm mới bình an và mở ra một năm đầy thắng lợi nhờ nguồn năng lượng tuyệt vời, con giáp này lúc nào cũng tràn đầy sức sống, lan tỏa tới người xung quanh. Sức khỏe của họ cũng ở mức tốt trong những ngày này, nên càng làm tinh thần phấn chấn, có thể nỗ lực để đạt nhiều thành công hơn. Từ 28 Tết, con giáp này được các tinh chiếu mệnh, nên làm gì cũng suôn sẻ, công thành danh toại. Bởi vậy, những người tuổi tỵ nên trân trọng cơ hội này và đón nhận những điều mới mẻ sẽ tới với mình. 4. Tuổi Dậu. Con giáp tiếp theo nhận được may mắn ngập tràn trong những ngày cuối năm là Dậu người tuổi dậu có khả năng mở rộng kết nối của mình để tìm những cơ hội mới trong tương lai nhờ tài ăn nói khéo léo con giáp này không làm mất lòng những người xung quanh họ cũng có năng lực thực sự trong lĩnh vực mình theo đuổi nên càng được đánh giá cao từ cuối năm quý mão đến đầu năm giáp thìn người tuổi dậu sẽ có cuộc sống thăng hoa về mọi mặt sức khỏe ổn định gia đình êm ấm các mối quan hệ của người tuổi này đều ổn định nên càng giúp họ đạt được nhiều thành tựu hơn năm mới đây là con giáp không cần bận tâm quá nhiều tới tài chính nhưng vẫn không phải lo lắng hay áp lực. Ba con giáp thường khổ trước sướng sau, dễ đổi đời ngay nửa đầu năm 2024, phú quý cuối cùng cũng đến. Đây là giai đoạn họ có thể bắt gặp những cơ hội tích cực, thậm chí đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của họ. Trong năm mới, những con giáp này có thể đón nhận những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống, nơi vận may của họ sẽ đạt đến đỉnh cao. Sự xuất hiện của quý nhân có thể giúp họ nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống cũng như sự nghiệp là bước mở đầu cho một hành trình hấp dẫn mới. Vì thế, hãy chuẩn bị từ sớm để không bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời trong giai đoạn này. Người tuổi Ngọ, so với tử vi năm 2023, vận trình năm 2024 của những người tuổi Ngọ gặp được nhiều tác động tích cực, tạo nên một năm đáng mong đợi. Mặc dù mọi khía cạnh trong cuộc sống chưa đạt đến đỉnh điểm lý tưởng, nhưng điều này vẫn là động lực mạnh mẽ để nhiều người nuôi những ước mơ và hoài bão đây cũng là bước tạo đã giúp con giáp này sớm ngày đổi đời, mở ra cánh cửa sung túc sau này. Tử Vi năm 2024 dự báo rằng, trong nửa đầu năm nay, con đường sự nghiệp của tuổi ngọ sẽ có những bước phát triển đặc biệt so với trước đây. Mặc dù có những thách thức và rủi ro không nhỏ, nhưng người tuổi ngọ vẫn gặt hái được nhiều thành công vượt qua cả dự kiến ban đầu nhờ thái độ làm việc tích cực, sự tập trung cao độ và những ý tưởng sáng tạo. Người tuổi ngọ tỏa sáng trong sự nghiệp khi được lãnh đạo ghi nhận sự cống hiến hết mình còn mang lại hiệu suất lớn trong công việc. Họ rất dễ được tin tưởng do phó những vị trí quan trọng, có thể ngồi vào hàng ngũ quản lý. Nếu duy trì được sự kiên trì, con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến trong năm nay. Các tin chỉ ra rằng mối quan hệ xã hội của tuổi ngọ cũng mở rộng trông thấy. Họ biết cách kết nối với đồng nghiệp, sẵn lòng hỗ trợ lẫn nhau trong mọi khó khăn. Nhờ có những đội nhóm đồng lòng này, công việc của họ diễn ra thuận lợi và có giải pháp cho mọi thách thức. Điều này chính là tiền đề để ổn định tài lộc trong cả năm mang lại cho họ những khoản thu nhập lớn đáng mong chờ. Người tuổi Mùi năm 2024 sẽ là một giai đoạn tập trung vào các mối quan hệ đối với những người thuộc tuổi Mùi. Định mệnh dường như mang đến cho họ nhiều cơ hội với những mối quan hệ có giá trị, thậm chí có khả năng kết nối với những quý nhân đặc biệt trong cuộc đời. Trong giai đoạn sự nghiệp, đây là một năm may mắn cho người tuổi Mùi. Bản mệnh được bộc lộ và thể hiện những điểm mạnh trong công việc, tạo ấn tượng tích cực với đồng nghiệp và cấp trên. Đối với những người mới bắt đầu hoặc khởi nghiệp, Họ duy trì được tinh thần lạc quan và tích cực. Trong đội ngũ làm việc, họ cống hiến mạnh mẽ qua nhiều ý tưởng mới, mang lại lợi ích chung cho mọi người. Tổng thể, đối với tuổi Mùi, việc tin tưởng vào quyết định của mình và nỗ lực hướng đến mục tiêu đã đề ra từ đầu là quan trọng. Tuy nhiên, họ cũng cần nhớ không dễ dàng tự mãn với thành công và phải duy trì tính cảnh giác, luôn chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó trước những thách thức trên bước đường sắp tới. Tài lộc trong giai đoạn này của người tuổi Mùi không có nhiều biến động nhanh chóng mà thiên về ổn định và tích lũy vững chắc dù làm việc trong lĩnh vực nào hoặc giữ vị trí nào chỉ cần đổ công đổ sức họ sẽ đạt được những thành quả xứng đáng người tuổi tý đối với những người sinh năm tý năm mới mở ra một vận trình may mắn đánh dấu sự mạnh mẽ của vận mệnh trong thời gian này người tuổi tý có thể trải qua cuộc sống tràn đầy hạnh phúc với những thay đổi tích cực không gặp nhiều mâu thuẫn lớn ngay cả khi có xung đột họ sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết và bước qua mọi chuyện nửa đầu năm 2024 đêm là những đột phá đáng kể trong sự nghiệp của người tuổi Tý. Mặc dù vẫn còn một số thách thức, nhưng họ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Tuy nhiên, tuổi Tý cần sẵn sàng để đối mặt với những thay đổi nhỏ trong công việc. Đối với những người làm công ăn lương, họ nên làm quen với việc tự thách thức bản thân thông qua những điều mới mẻ, can đảm thay đổi quan điểm và mở rộng tầm nhìn. Chỉ cần bình thản đối mặt với thử thách, tuổi Tý có thể đạt được những thành tích xuất sắc và được công ty đánh giá cao việc chủ động nắm bắt cơ hội sẽ giúp họ biến ước mơ thành hiện thực. Về mặt tài lộc, con giáp này đón nhận nhiều tín hiệu tích cực nhờ vào những cơ hội vàng trong công việc, đặc biệt là những tháng đầu năm. Do đó, cả việc làm chính và các dự án phụ của họ đều mang lại lợi nhuận không nhỏ. Bên cạnh đó, sự trợ giúp từ những người xung quanh cũng là một yếu tố tích cực trong việc tạo ra thu nhập. Lời khuyên dành cho tuổi tí là duy trì sự tiết kiệm, lên kế hoạch chi tiêu và tránh để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Đồng thời, chú ý đến giờ tiếp với mọi người tránh xung đột không cần thiết và giữ cho mối quan hệ làm ăn được duy trì một cách thuận lợi thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm tham khảo